Thưa quý vị, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã biến Vinos thành một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các loại vũ khí tiên tiến để bảo vệ các nguyên thủ, lãnh đạo liên minh họp thượng đỉnh vào tuần tới. Tại nơi chỉ cách biên giới giữa Litva với Belarus là 32 km. Đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà các quốc gia Baltic còn thiếu. Đức đã triển khai 12 bệ phóng tên lửa Patriot dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu. Tây Ban Nha gửi hệ thống phòng không NASAM, Pháp gửi pháo tự hành CESA. Trong khi Anh và Pháp sẽ cung cấp khả năng chống máy bay không người lái, Đức và Ba Lan cùng nhiều nước khác cũng cung cấp sự hỗ trợ đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO, trong đó có tính đến khả năng ứng phó với các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân nếu có. Litva đã tăng gấp 3 lần việc triển khai lực lượng bảo vệ biên giới tại biên giới Belarus và Nga trong mùa hè, được tăng cường bởi các sĩ quan từ Latvia và Ba Lan. Hai nước cũng đã cử cảnh sát giúp tuần tra Vinius. Sẽ là vô trách nhiệm nếu bầu trời của chúng ta không được bảo vệ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia đến. Chúng tôi phòng trước những gì sẽ xảy ra sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc và chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để tạo ra một lực lượng luân phiên bảo vệ trên không thường trực. Theo Reuters, tại các ngôi làng cạnh biên giới Belarus, người dân địa phương cho biết họ cảm thấy hoàn toàn an toàn. Thị trưởng thành phố Vilnius đã yêu cầu người dân ra ngoại ô thành phố ở nếu không muốn cuộc sống bị gián đoạn do phần lớn trung tâm thành phố Vilnius sẽ bị phong tỏa cho hội nghị thượng đỉnh.